kế hoạch hoạt động năm 2017 về đào tạo trọng tài bóng đá, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Lực lượng trọng tài bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lý do của buổi khai giảng ngày hôm nay. Ông Võ Quang Minh, giảng viên thể lực. Ông Lương Thế Tài, giảng viên lớp học. Ông Võ Minh Chí, giảng viên lớp học, và ông Võ Quang Minh, giảng viên lớp học. Lớp đào tạo sơ cấp trọng tài thành phố lần 2 năm 2017 là lớp dành cho các học viên đến từ các quận huyện cũng như một số trung tâm bóng đá cộng đồng và các sinh viên của các trường đại học đóng trên địa bàn thành phố. Qua lớp học này, ban trọng tài cũng hy vọng ngày càng có nhiều trọng tài được đào tạo bài bản để làm nhiệm vụ các trận đấu của phong trào Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó sẽ tuyển chọn những bạn tốt nhất để tham gia trọng tài thành phố trong tương lai. Lớp đào tạo sơ cấp trọng tài năm 2017 được diễn ra từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12 tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Gò Vấp, do ba giảng viên nguyên là các cựu trọng tài FIFA như ông Lương Thế Tài là cựu trọng tài FIFA, người đã thổi trận chung kết SEA Games năm 2001 tại Malaysia. Ông Võ Minh Chí, như các bạn đã biết rồi, mới đây là xuất sắc giành chiếc trọng tài xuất sắc nhất. Và trước đây cũng là hai lần, là 2010 và 2015 là cũng giành rồi vậy. Và ông Võ Quang Vinh cũng là trọng tài FIFA và hiện nay là đang là giảng viên thể lực của Liên đoàn Việt Nam, cũng đã từng hai lần giành còi vàng là năm 2011-2012. Do đó với cái lực lượng giảng viên hùng hậu như vậy thì tôi tin tưởng rằng các giảng viên sẽ đem tới cho các bạn học viên những kiến thức mới cùng với sự tinh thần quyết tâm của thầy nói lớp học như lần này chỉ có 9 đến 10 người thôi. Do vậy các bạn rất thuận lợi hơn các lớp học khác là 25 đến 50 học viên, thậm chí có lớp cả 100 học viên. Như vậy thì nó sẽ không chất lượng. Các giảng viên cảm thấy những cái gì mình không biết mình cứ học, mình đã đi học mà. Thì cuối cùng, thay mặt ban tổ chức lớp, tôi xin tuyên bố khai mạc lớp trọng tài sơ cấp thành phố Hồ Chí Minh lần 2 năm 2017. Xin cảm ơn ban giám đốc Sở Văn hóa đã tạo điều kiện cho lớp học này. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo liên đoàn thành phố và đặc biệt là ban giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Gò Vấp, đơn vị đăng cai tổ chức góp phần vào thành công chung cho công tác đào tạo trọng tài thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung. Xin chúc lớp học chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chào, cảm ơn. Những lực lượng trọng tài không bao giờ là đủ. Vì lẽ đó, được sự quan tâm của Sở Văn hóa Thể thao và Liên đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mở lớp trọng tài sơ cấp lần thứ hai cho năm 2017 này. Chúng tôi nhìn lại gương mặt hôm nay thì là thấy một số bạn rất là nhiệt tình, vừa học xong kết thúc của lớp Busan vừa qua. Cái này mấy ngày thì hôm nay chúng ta lại quay lại học luôn cái lớp trọng tài sơ cấp bóng đá sân lớn. Đó là một cái sự nỗ lực rất lớn mà tôi ghi nhận, là cái sự năng nổ, cái sự ham học hỏi cầu tiến của các bạn. Tin rằng các bạn đã học trang bị kiến thức về đội bóng đá thì các bạn sẽ ra sân và làm được tốt nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu các địa phương, các câu lạc bộ bóng đá cử các bạn đi học đến hôm nay. Các bạn biết là năm nay thì là chúng ta sẽ học được một số cái điều luật mới thay đổi năm 2016-17. Trong 17 điều luật thì có 16 điều luật là thay đổi. Các bạn hết sức là cố gắng. Chỉ có luật 2 là luật bóng thì không thay đổi đâu. Tất cả là thay đổi. Luật 16-17 vừa thay đổi xong, luật 18 là thay đổi nữa. Tất nhiên là ít hơn. Thì điều đó là nhiệt tình, có những cái tương tác với là giảng viên để cho các buổi học chúng ta sôi động và các bạn sẽ nắm bắt được kiến thức trong thời gian ngắn ngủ 5 ngày. Cuối cùng xin chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu. Cảm ơn. Thay mặt các bạn, tuyên em xin hứa tham gia đầy đủ các buổi học, tham gia tuân thủ chấp hành nội quy và xin chúc các lớp học thành công. Xin chúc sức khỏe các vị đại biểu và các thầy và các bạn. Tuyên em xin hứa.